Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình và một tin nó rất giòn. Anh em nào vào video này chắc biết tin nó rất là giòn ở chỗ nào. Đấy chính là bên Anna Free Fire sẽ tặng free cho chúng ta, đó chính là cái khẩu AWM, ngày đỏ, một trong khẩu AWM huyền thoại quá ngon. Nhưng mà cách nhận thì nó như thế nào? Đấy, để nhận thì chúng ta sẽ vào cái trang VFL Spring 2023 này. Đấy, thì đây sẽ là cái sự kiện giải đấu hàng năm. Đấy, thì nó sẽ bắt đầu luôn vào ngày hôm nay. Vòng quay kỳ diệu 100% nhận skin súng Fze. Khi mà bấm vào phát thì nó sẽ nhảy ra một trang web bên ngoài, đó là trang giải đấu.ff.gana.vn. Đấy, ở đây trước tiên là chúng ta phải theo dõi này. Đấy, là làm sao để nhận được ngày đỏ thì chúng ta cần phải thu thập các mảnh. Ở đây chúng ta có cái 12 loại mảnh và chúng ta sẽ cần phải đổi các cái loại mảnh này, chúng ta quy đổi cái mảnh này để ra được khẩu AWM. Đấy, và làm sao mà để có được vĩnh viễn. Đấy, ok, đầu tiên thì like và đăng ký page, thì đó chính là page huyền thoại sinh tồn. Tiếp theo là anh em có thể share cái thông tin về cái vòng quay kỳ diệu lên Facebook để lấy thêm lượt quay. Đấy, lấy thêm lượt quay. Đấy, nó ghi là hiện không thể thực hiện được nhưng thực ra vẫn thực hiện được bình thường. Tiếp theo là xem video 30 phút. Đấy, anh em xem hết 30 phút cái trailer của Free Fire anh em sẽ nhận được lượt quay. Đấy, đầu tiên tôi quay ra là mảnh Team Flash nhá. Tôi quay ra mảnh Team Flash. Đấy, nếu mà hên ấy chúng ta có thể quay ra được mảnh bạc, còn nếu mà hên nữa chúng ta quay ra mảnh vàng, còn nếu không bình thường chúng ta phải quay ra là mảnh thường thôi. Đấy, tích cực quay tay vận may sẽ tới. Đấy, quay đây Fort Hood. Ui rồi, team Fort Hood và team này bắn bao giải bây giờ vẫn bắn tiếp. Đấy, mùa này thì cũng thông báo cho anh em trên kênh Ria Kia Minh thì mùa này mình sẽ được làm bình luận viên của giải VFL. Đấy, thì mùa này giải VFL sẽ có thêm cả phần bình luận đến từ Ria Kia Minh trên sóng huyền thoại sinh tồn. Đấy, thì anh em cũng nếu mà có thời gian thì có thể ghé qua để ủng hộ video cho giải đấu. Đấy, ủng hộ một view giải đấu để gọi là nâng tầm và gọi là kéo giải đấu Free Fire đi lên. Đấy, tích cực quay tay vận may sẽ tới nào. Chả ra mảnh bạc với mảnh vàng nào nhỉ. Đấy, úi trời ơi, WAZ này, và mùa này nó là WAZ luôn, quả logo huyền cờ mờ nó thoại. Quả logo huyền cờ mờ nó thoại anh em ạ. Và chất lượng và chất cờ mờ nó lượng anh em ạ. Đấy, quá ngon. Ui rồi nào, tích cực quay tay nào. Ui rồi, Family Boss, cái quân đoàn này ngày xưa họ hay họ hay bắn tay to buổi tối cho tôi. Đấy, ui rồi, và lại WAZ tiếp. Đấy, lại WAZ tiếp. Và như vậy sau 10 lần quay mình nhận được vé quay kim cương. Đây, để đổi quà nhá thì là 3 mảnh bạc và 20 mảnh thường thì sẽ đổi được khẩu này 10 ngày. Đấy, tiếp theo thì là 5 mảnh bạc cộng với 0 mảnh với 80 mảnh thường cũng sẽ đổi được 30 ngày. Đấy. Thì đây nó có nhiều mức quy đổi. Đấy, nhiều mức quy đổi, và 4 mảnh vàng, 4 mảnh bạc, 4 mảnh thường thì sẽ đổi được khẩu vĩnh viễn, hoặc là chúng ta có thể đổi lên 100 ngày cũng được. Đấy, thì đấy thì chúng ta cứ quay thôi, làm sao mà lấy được, làm sao để lấy được mảnh vàng, mảnh bạc ấy thì do hên xui anh các bạn. Nhưng mà sẽ có những cái nhiệm vụ ở bên Anna Free Fire cho chúng ta mảnh vàng, mảnh bạc. Đấy, cho chúng ta mảnh vàng, mảnh bạc, nên chúng ta cứ cố gắng là chú ý cái vụ đấy nhá. Đấy, chúng ta chú ý cố gắng là theo dõi cái vụ đấy. Đấy, thì đấy, nói chung là chúng ta cứ quay thôi. Quay, nói chung là cái vụ mảnh vàng, mảnh bạc này nó giống như là đợt mùa trước cũng có một sự kiện mảnh vàng, mảnh bạc nó tương tự như thế này. Thế anh em cứ vào đây xong rồi làm nhiệm vụ mỗi ngày để mà chúng ta kiếm được mảnh vàng, mảnh bạc, cũng như là số lượng lượt quay. Và dần dần thì sẽ có thêm nhiều cái nhiệm vụ khác để nhận lượt quay này. Thế anh em cứ yên tâm. Đấy, thì có những cái thông tin đấy thì mình sẽ cập nhật cho anh em sau. Đấy, cái này thì mỗi tuần thì chúng ta có thể được quay liên tục tục. Đấy, mỗi tuần chúng ta có thể quay liên tục tục. Thì anh em chú ý là mình vào đây mình quay. Đấy, nói chung là sẽ có sự kiện để cho chúng ta đổi từ mảnh vàng sang mảnh thường, sang mảnh bạc, xong từ mảnh bạc sang mảnh vàng. Tất nhiên tỷ lệ nó sẽ hơi lạm tí. Đấy, anh em đừng quên để cải thiện khả năng chơi game của mình. Anh em thể cái qua Riaki Store HN hoặc Riaki Store HCM trên Shopee. Đấy, ở đây đang bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn rất phù hợp các bạn nào mà đang có nhu cầu trở thành game thủ chuyên nghiệp hoặc là trở thành đi thi đấu các kiểu, thì chắc chắn anh em sẽ cần một cái tai nghe mà có mic rời trò chuyện với đồng đội tốt hơn. Cũng
cũng như là gọi là nghe tiếng chân của địch nó rõ hơn. Mua một tai nghe tặng ngay một con mini Lego. Đấy, đường link đó là Shopee Reaki Store HN, Reaki Store HCM nhá. Đây thì đây là AWM ngày đỏ đây. Ối rồi ôi, phát hiện ra ngay một cháu. Đấy, phát hiện ngay một cháu trên ngay cháu cay. Ui giời, cháu này còn GV card nữa. AWM ngày đỏ, khẩu này nó cộng 2 tốc bắn nên là cái tốc độ mở ống ngắm nó khá nhanh. Đấy thì bên Anna Free Fire trước họ đã xác nhận là cái tốc độ mở ống ngắm nó sẽ liên quan tốc độ bắn ở những cái khẩu như AWM này hay là những cái khẩu bắn tỉa. À ok. À di chuyển thôi. Ui hình như có địch. Hình như có địch. À có địch, rất là nhiều địch luôn. Và nhìn thấy có keo bắn nhau ở đây rồi. Có rất là nhiều địch luôn. Và càng lái căng của nó đấy, căng của nó đấy anh em ạ, căng của nó đấy. Và đâu rồi, và tôi đang chưa thấy đâu. Và tiến thêm một tí kéo lại gặp địch. Tôi đoán khả năng cao nó lại nấp sau cột điện. Và nấp sau cột điện rồi. Và bây giờ tôi cũng phải tích cực chơi rank anh em ạ. Đấy, mùa này cày rank tử chiến thì cũng sắp lên huyền thoại rồi. Nó rank sinh tồn thôi, mày chết. Bắn phải gọi là hết nước chấm, một phát và đuýt. Đấy, xây luôn. Đấy, anh em combo M249 với cả này thì lại chả tươi. Ôi ôi, nó bắn đau tí nhở. À, nó bắn, ai à. Và may quá được đồng đội trích máu, đồng đội trích máu hợp lý, sửa ra phát bắn lại kinh ấy, nó bắn lại kinh hoàng anh em ạ, nó bắn lại dã man đấy, mày chết đấy. Sa bắn cho anh em gọi là gì ạ, không kịp đặt keo đấy, không kịp đặt keo. Ừ, cái này thì nó lại đi quá tầm của mình cũng bắn được ạ. Vãi trưởng, vãi trưởng, quá tầm, nó lại biến thành gọi là hư vô, cay thật sự. Đâu rồi? Ai đâu rồi, úi rồi, hách sật, bị thằng nào nó bắn chết rồi. Ôi giời, gì đây, và móc lốp à. Ôi hỏng ơi, cứu bạn ơi, cứu bạn ơi, hay quá. Lửa Sino, ai lửa Sino có bình một pha, cứu với bạn đây, cồng kềnh ấy. Anh em thì mình bắn hơi cồng kềnh tí, bắn hơi cồng kềnh tí. Ôi bên này nó chạy mất rồi, nó chạy mất rồi anh em ạ. Và đáng đi săn mấy cái thằng đối diện, có thằng móc lốp, ghét thật sự đấy. Ai chạy nó sao, nó cứ có mấy ông móc lốp khó chịu vãi trưởng. Có bà bường nó chơi này, mình có 3 kill. Ok, lại móc lốp kìa, lại móc lốp với chúng tôi. Chỉ được cái móc lốp là giỏi, chỉ được cái móc lốp là giỏi, ghét thật sợ. Và cái bây giờ tự nhiên game này nó có cái trò hồi sinh ấy, thì thoảng nhiên có mấy thằng nó xuất hiện đằng sau lưng mình sợ vãi. Đấy, tự nhiên có mấy thằng xuất hiện đằng sau lưng mình sợ vãi nồi cả hồi luôn anh em ạ, chả hiểu nó đâu ra. À này thì đứng đây với chúng tôi, đứng đây với chúng tôi, skin thêm một nháy. À có một thằng ở đây anh em ạ, còn một thằng ở đây, còn một thằng ở đây đấy, chạy này. Ok, nấp kỹ này, vào chạy với chúng tôi. Ui nó toàn chạy quá tầm anh em ạ, con game này khó chịu rồi. Mình ấy chả biết mất đâu cái ống ngắm thôi. Đấy, ôi là kia, móc lộp kìa, nó móc lốp. Cho game này bây giờ toàn móc lốp anh em ạ, sợ hãi thật sự. Ai game này toàn móc lốp ạ, chả hiểu đâu địch đâu ra, cứ thêm ra móc, sợ thật sự đấy. Bó tay chấm com ấy. À chạy lon ton à, chạy lon ton nào, chạy lon ton đây em ạ, chạy lon ton đây cậu xử lý ạ. Ui bắn nhau căng đét đằng kia, chạy lon ton e nhỏ bé cũng chảy chết thôi. Ok, một thông tin khá hay dành cho anh em mà đang có nhu cầu đi thi đấu giải ấy. Ôi thằng em nó dùng bộ Hà Nội vào đứng dậy rồi kìa, khó chịu thật. Đấy chính là cái giải đấu VFL Spring 2023 sắp tới ấy, thì là bên Anna Free Fire áp dụng chỉ số skin súng. Đấy, skin súng sẽ chính thức có chỉ số ở trong giải đấu. Thế là bây giờ mà mình đi bắn cút tầm các thứ thì có skin là bình thường. Đấy thì là nói chung là bây giờ tôi nghĩ là cái chế độ thi đấu này cũng khá hay đấy. Đấy, tức là từ mùa năm nay nó sẽ có chỉ số skin súng, thì nó cũng sẽ giúp cho game chúng ta nó phong phú hơn. Nhiều bạn bảo cho skin súng vào giải đấu nát game, cũng chả nát gì cả. Tại vì là game thủ ấy họ sẽ sử dụng đó là cái account từ cái tài khoản đến từ nhà phát hành, mà cái tài khoản này có full tất cả loại skin súng. Đấy, bây giờ các game thủ là ngoài cái việc dùng gọi là di chuyển bắn tổ chức trận đấu ra sao đấy, thì bây giờ còn phải nghĩ đến chuyện là phải dùng skin súng nào cho nó hợp lý. Đấy, dùng skin súng nào cho nó hợp lý, một quả bí anh em ạ, và cho bay chết. Đấy, lại trận này lại win rồi. Ui bây này nguyên một team à, bây này như nguyên một team sao anh em ạ, phải sang móc lốp chúng nó thôi.
phải sang móc chúng nó thôi. Chúng nó nấp đằng sau cái nhà kia. Đấy, bọn nó ôi kìa, ui rồi đáp xuống sân sau. Đáp xuống sân sau, chúng mày chết. Và cầm M29 qua hỏi thăm sức khỏe mấy thằng em thôi. Và ta hỏi thăm sức khỏe mấy thằng cu. Ôi ơi, nấp chồng khó chịu đấy. Liệu đâu? Rồi, liệu rồi. Bam. Liệu bam vào nhà, liệu bam ra ngoài cửa sổ, ném liệu, ui rồi lại thiên la địa võng luôn, mệt mỏi luôn. Ok kìa, ui chưa kịp bắn nó đã chết rồi anh em ạ. Tim mình bá quá, tim mình bá như một con cá, địch sao đỡ nổi đây. Tim mình bá quá anh em ạ, bá quá, và bá cháy bộ chết được thật sự rồi. Lại lấy thêm được đồ này, phải giờ này còn nhặt được đồ chạm vật phẩm để làm gì. Ui rồi kìa, Kali có nó bình mạng gục rồi kìa. Căng anh em ạ. Còn 6, tức là còn 2 thôi. Tức là trận đấy lại top 1 rồi. Và bú ngay quả top 1, ấm mát thật sự. Đấy, nhờ đồng đội gánh thôi, chứ còn thật ra mình biết chơi đâu. Nhờ đồng đội gánh anh em. Ui rồi bắt nhau căng đét luôn kìa. Có con 9x Kali à. Lại 9x Kali với chúng tôi nè. 9x Kali. Đấy, ui chạy kìa. Chạy chúng tôi này. Đấy, Buya đánh cho Ryaki cùng với đồng bọn ở trong quân đoàn Ampit, hay quân đoàn làng lửa đấy. Ok, làm ngay Buya, không biết được em MVP không nhỉ? Không biết được MVP không? Hình như trận này tôi chả được cái hỗ trợ nào, tôi toàn KS của đồng đội. Ui xôi, M249, M82B. Đấy, ui xôi, MVP luôn mà ngay anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye.